Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho các quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sau đây thì Khanh Béo TV xin được cập nhật một lễ tang của em Bùi Đức Huy. Em Bùi Đức Huy sinh ngày 17 tháng 1 năm 1995. Không may em bị gặp tai nạn giao thông và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với Chúa. Sau đây lễ tang diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, tiếp tục ngày hôm nay Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Bùi Đức Huy. Em Bùi Đức Huy sinh ngày 17 tháng 1 năm 1995. Em sinh ra tại Sài Gòn. Không may em bị gặp tai nạn giao thông. Mặc dù cũng đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng đã về với Chúa. Em ra đi thì bố mẹ cùng toàn thể anh chị em trong nhà nay quá ngậm ngùi xót xa. Một cậu con trai quá xinh trai mà giờ đây đã phải mãi mãi lìa xa nơi này để về với Chúa và được an nhàn bên Chúa. Toàn thể mọi người từ xa cho tới gần, khi nghe biết tin em qua đời thì toàn thể mọi người nay đã tề tựu về đây để cùng nhau cầu nguyện và thắp cho em một nén nhang để cầu chúc cho em ra đi về nơi thiên đàng được an giấc nghỉ ngàn thu. Giờ đây thì giờ tiễn đưa đã chuẩn bị cận kề để tiện em về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm xót xa thương nhớ của tất cả mọi người đang có mặt nơi đây. Quá đau lòng mà không sao nói được thành lời. Những giây phút ngậm ngùi đầy thương xót này thì chúng tôi cũng mong rằng gia đình hãy cố gắng biến đau thương thành hành động để ổn định lại cuộc sống và tinh thần để tiếp tục làm ăn và phát triển kinh tế mai sau. Em Bùi Đức Huy sinh ra thì trong khi em còn sống, em sống với bà con hàng xóm luôn chân tình cởi mở, và sống với cha mẹ em luôn là người có tâm có đức đối với cha mẹ và luôn giúp đỡ các anh chị các em trong gia đình. Nhưng tới ngày hôm nay, số phận em không may, em đã mãi mãi rời xa trần thế để về nơi thiên đàng. Em để lại cho những người còn sống trên trần gian một nỗi tiếc thương vô hạn mà không có gì có thể bù đắp được. Huy ơi, bao nhiêu những công lao của bố, của mẹ, của toàn thể anh chị em trong gia đình, nay bố mẹ đã cố gắng vượt qua những gian khổ, những năm đói khổ để nuôi em cho tới khi khôn lớn trưởng thành, thì giờ đây em lại đột ngột em bỏ ra đi để cho những người ở lại như bố mẹ thì ngậm ngùi xót xa mà không biết làm sao được. Ngày hôm nay là giờ phút linh thiêng tiễn đưa em về nơi an nghỉ, cũng cầu chúc cho em được mãi mãi thanh thản ở nơi thiên đàng yên giấc nghỉ ngàn thu. Sau đây lễ đưa tang của em diễn ra như thế nào, xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đón xem.